Thưa quý vị, sau 4 tháng triển khai, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng gắn với mô hình kết nối mạng xã hội mang bình yên cho mỗi gia đình ở Đắk Lắk đã đang nhận được rất nhiều hiệu quả tích cực. Không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mô hình này còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công trong cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật. Xã Iakapam, huyện Cơm Ga trước đây nóng tình trạng trộm chó và trộm cắp tài sản. Như vụ việc ngày 9 tháng 4 năm 2020 của gia đình chị Nguyễn Thị Văn ở thôn 8, xã Iakapam, lợi dụng lúc gia đình chị vắng nhà, hai kẻ gian đã đột nhập, lấy trộm máy cắt cỏ, máy bơm nước và dây điện. Khi phát hiện ra vụ việc, gia đình chị Văn đã nhanh chóng báo vào trang Zalo của công an xã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 2 ngày sau, một đối tượng bị bắt khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản. Đối tượng còn lại bị lực lượng công an vận động ra đầu thú ngay sau đó. Trong quá trình nhà tôi xảy ra vụ việc thì qua báo tin với công an qua Zalo thì các đồng chí công an đã phối hợp và bắt được đối tượng nhanh và gọn. Hơn 3 tháng triển khai thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận rất nhiều nguồn tin từ nhân dân báo đến, như là qua tin báo về vụ việc mất trộm chó thì chúng tôi cũng đã làm rõ được bắt được 2 đối tượng trộm chó và bàn giao cho công an huyện để xử lý, hay là tin báo về vụ việc mất trộm bơm, hay là các tin báo về việc phòng chống Covid. Mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình được công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thí điểm tại huyện Cư Mơ Ga và thành phố Buôn Ma Thuột từ tháng 3 năm 2020. Qua hơn 4 tháng, lực lượng công an xã đã xây dựng được 131 trang Zalo, đăng tải hơn 4.800 bài viết với hơn 2 triệu lượt xem, tiếp nhận 349 thông tin giá trị về tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm. Phải tăng cường xuống địa bàn, xuống cơ sở để làm tác tuyên truyền và vận động nhân dân, hướng dẫn nhân dân để thực hiện cái việc thao tác cái trên mạng Zalo, hướng dẫn nhân dân là tương tác với lực lượng công an và lực lượng công an sẽ tương tác lại như thế nào để tránh cái việc mà nhắn tin vào trong nhóm thì cả nhóm biết. Đã đạt được hiệu quả rất tốt. Cái việc tiếp nhận các thông tin về tội phạm từ thông qua cái mô hình này ấy, là chúng tôi các công an các xã phường rồi cảnh sát khu vực là tiếp nhận được rất nhiều cái thông tin liên quan đến các cái hoạt động của các cái đối tượng vi phạm, rồi các đối tượng phạm tội. Rồi thông qua cái mô hình này thì lực lượng công an có thể là giải đáp, trao đổi những cái thông tin cho quần chúng dân nắm và hiểu được những quy định về công tác quản lý hành chính. Sau hơn 4 tháng triển khai, mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình ở Đắk Lắk đã và đang giúp lực lượng công an gần dân, sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, từng bước giải quyết những âu lo, mang lại bình yên cho người dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm.